Xin chào các bạn, mời các bạn đến với tin chiến sự mới nhất từ chiến trường Nga Ukraina. Kênh Military Summary đưa tin về hướng Kubiansk, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển từ làng Vichane. Lần này họ giành được hàng loạt vị trí ở phía nam. Tại Bắc Chasovya, bộ binh Nga kiểm soát được những ngôi nhà đầu tiên tại làng Hryhorivka. Ở Torres, quân đội Ukraine AFU đã thực hiện cuộc phản công tiếp theo để làm chậm cuộc tấn công của Nga Quân đội Nga đang có những thành công lớn nhất theo hướng Bakaros khi những mối xung kích của họ đang ảo ạt tiến về phía Kurakov và có tin đồn rằng một nồi hầm khác sẽ được tạo ra nếu lực lượng Moscow đạt được những thành công hơn nữa. Các chuyên gia quân sự dự đoán Nga có thể giành được một vùng lãnh thổ rộng lớn theo hướng này. Ở phía đông Kurakov, quân đội Nga cũng đang cố gắng tấn công làng Masimilanevka bằng xe bọc thép. Hiện chưa có thông tin gì về thành công hay thất bại. Đây là bản điều chiến sự Ukraine tại Adivka, Bokaros, ngày 31 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Nga đập nát vành đai phòng thủ của Ukraine tại Bokros. Theo kênh Radarka, cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass tiếp tục với tốc độ cao và liên tiếp giành được thắng lợi nhỏ nhưng đều đạn. Nỗ lực của Ukraine nhằm giành thế chủ động tại mặt trận Kursk chỉ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn dự trữ của chính họ tại Donbass do phải dồn quân lên phía Bắc. Tại đây, quân đội Nga đã nhanh chóng xuyên thủng vành đai phòng thủ từ xa trên hướng Bokros đồng thời đâm giao vào phòng tuyến của lực lượng Kiev gần Seredovo. Tình hình của Ukraine nghiêm trọng đến mức có nguy cơ xảy ra sự sụp đổ trên diện rộng. Hơn nữa, nhu cầu sắp xếp lực lượng dự bị khiến cho quân Ukraine gặp phải một vấn đề mới. Thất bại ở Donbass kéo theo một chuỗi dạn nứt tại nhiều khu vực khác dọc tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Các lữ đoàn phải rút lui để tái tổ chức và nghỉ ngơi. Những đội hình mới không vội rơi khỏi hậu phương. Tất cả điều này đang xảy ra trong bối cảnh giao tranh trên mặt trận Kursk, nơi cuộc tấn công của họ bị đình trệ. Tất nhiên, Ukraine vẫn sẽ cố gắng giành thế chủ động, nhưng rất có thể quân đội Nga đang đứng trước một bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến do phòng tuyến Donbass của quân đội Ukraine vỡ vụn từng mảng lớn. Bản đồ chiến sự Ukraine trên trục Adepka Bokros ngày 30 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được. Kurt, giao tranh tiếp diễn dữ dội. Kênh cho biết tình hình trên hướng cốt vẫn căng thẳng. Lực lượng Moscow đang tấn công vào xe bọc thép và trận địa hỏa lực phía sau của đối phương quân Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến vào quận Krenovo và Suza. Ở quận Grotkovo, tình hình không thay đổi đáng kể. Lực lượng Kiev đang tấn công vào những cầu phao do quân đội Nga thiết lập để tiếp tế cho nhóm binh sĩ trên tuyến Tashkino Grotkovo. Ở quận Krenkovo, quân đội Ukraine đã thực hiện tấn công vào các khu định cư mà về cả, tuy nhiên tất cả đều bị Nga đẩy lùi. Tình hình Kremlinoye vẫn không thay đổi sau những cuộc tấn công bất thành trong những ngày gần đây. Ukraine đang tập hợp lại và triển khai lực lượng dự bị để tiếp tục nỗ lực kiểm soát khu định cư. Tại quận Suza, lực lượng kép đã có bước tiến nhỏ từ Tây về phía khu định cư. Bokrebki kiểm soát một số vành đai rừng, một trong những nơi tập trung nhân sự đối phương đã bị không quân Nga tấn công bằng bom lượn FAB-3000. Ở phía Nam, quân đội Ukraine cũng đã thực hiện những đợt xung phong không thành công vào Malaysia, Leonia và Baltinka. Tại Martinivka, pháo binh Nga đã đánh trúng vị trí nhóm điều khiển UAV của Ukraine tại ngoại ô phía đông ngôi làng. Ngoài ra, trên khu vực phía Tây Suza, UAV Nga đã phá hủy thành công một xe tăng T-72 của đối phương đang di chuyển. Tình báo Nga đã phát hiện ra vị trí phóng của các hệ thống pháo phản lực Ukraine trong khu vực rừng phía Tây Guyevo. Trong một cuộc tấn công bằng tên lửa, họ đã phá hủy một bệ phóng M270 của quân đội Ukraine. Bộ tổng tham mưu Ukraine Bokros Kurakowski và Kumeska rất càng. Ukraine đưa tin, báo cáo tối 31 tháng 8 của Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, 183 cuộc giao tranh đã diễn ra, bao gồm 30 cuộc tấn công được ghi nhận trên hướng Bokorosk, trong khi tại Kurakovsky và Kubiaska lần lượt là 28 và 25 cuộc. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua đã xảy ra 183 cuộc giao tranh. Moscow đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 9 tên lửa, 59 cuộc không kích sử dụng 77 bom KAB, 381 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện gần 2.400 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định quân đội Ukraine đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của đối phương tại Kharkov Kubiaska, Liman, Sivarsky, Kramator, Torres, Vremorsky và Orekhov. Tình hình theo hướng Dnipro không thay đổi đáng kể. Theo hướng Vokros, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công và đột kích của Nga. Quân đội Ukraine đang thực hiện những biện pháp để giữ vững trận địa, đáp trả mạnh mẽ. Theo dữ liệu sơ bộ, vào thứ Bảy, Moscow đã có 168 người thiệt mạng và 216 người bị thương. Đồng thời, Ukraine cũng đã phá hủy 2 xe tăng T-72, 3 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe ô tô Ngoài ra, hai xe tăng và 17 xe ô tô của đối phương đã bị hư hại đáng kể, báo cáo việt Có 28 cuộc giao tranh tiêu hướng Kurakoski vào thời điểm này trong ngày. Lực lượng Moscow vẫn hoạt động, cố gắng tiến về phía trước, nhưng họ đang phải chịu tổn thất. Bộ tổng thâm mưu Ukraine thông tin. This Nga đã chiếm Baraskovievka, vùng Donetsk. Dạng sáng nay, ngày 1 tháng 9, kênh Dispatch có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR báo cáo rằng quân Nga đã kiểm soát Baraskovievka, thuộc vùng Donets và tiến vào ba khu định cư. Báo cáo có đoạn, đối phương đã giành được Baraskovievka, đồng thời cũng tiến vào Kostatinovka, Grodovka, Kolesinovka và gần Bechanoje. Nga phá hủy pháo phản lực hạng nặng Ukraine Quân đội Nga phóng tên lửa nhằm vào pháo phản lực M270 Ukraine tại tỉnh Sumy, tuyên bố phá hủy hoàn toàn tổ hợp này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 8 thông báo, đơn vị trinh sát phát hiện pháo phản lực M270 MOLS do Mỹ sản xuất gần khu dân cư Sakin, tỉnh Sumy. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát, chúng tôi quyết định tập kích bệ phóng này. Cơ quan này cho biết quân đội Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao tấn công vị trí tổ hợp M270, phá hủy hoàn toàn khẩu pháo và hạ các binh sĩ Ukraine vận hành. Video cho thấy tên lửa Nga lao xuống vị trí nghi của khẩu M270 tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Inaka của Nga, tổ hợp M270 nói trên đã bị phát hiện ở lối ra khu dân cư Sakin khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai. Trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M270 tiến vào bìa rừng, tên lửa Iskander Nga lao xuống vị trí này. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết các đơn vị thuộc cánh quân Texas đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Kirovo, tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga ở gần đó đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của bốn lưu đoàn Ukraine. Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Quân đội Nga gần đây đã phá hủy một số tổ hợp pháo phản lực M270 và HIMARS mà Ukraine triển khai ở tỉnh Sumy, trong lúc họ mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của nước láng giềng. Ukraine từng tuyên bố dùng pháo phần lực HIMARS phá cầu và cầu phao của Nga ở tỉnh Kursk. Pháo phần lực hạng nặng M270 được Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Tây Đức phát triển từ cuối những năm 1970. Mỗi xe phóng có hai khoang chứa để tháo rời, mỗi khoang chứa sáu đạn rocket tiêu chuẩn hoặc một tên lửa dẫn đường, song không thể mang cả tên lửa lẫn rocket cùng lúc. M270 có thể đánh trúng mục tiêu cách 32 đến 80 km khi sử dụng đạn rocket và tới 500 km khi sử dụng tên lửa Biến thể M270A1 với giáp tăng cường bắn thử lần đầu vào tháng 6 năm 2015 sau khi được nâng cấp. Ukraine dùng cao tốc làm đường băng cho F-16 Đài Pháp đưa tin Ukraine cải tạo một số đoạn cao tốc thành đường băng cho F-16 thay vì dùng căn cứ không quân để giảm nguy cơ bị Nga tập kích. Kênh truyền hình Pháp LCI TV ngày 29 tháng 8 đưa tin, dựa trên hình ảnh từ video do cựu phi công quân sự nước này Xavier Titelman cung cấp. Thay vì để F-16 xuất kích từ đường băng quân sự tại các căn cứ cố định, binh sĩ Ukraine đã cải tạo một số đoạn cao tốc vốn dành cho ô tô và xe tải. Ông Tito nói, vài km đường cao tốc không còn giải phân cách giữa, chúng được gia cố và dọn sạch. Theo ông Titoman, việc biến đường cao tốc thành đường băng sẽ giúp giảm nguy cơ tìm kích F-16 bị hệ thống phòng không Nga đánh trúng. Quân đội Nga nắm rõ vị trí các căn cứ không quân của Ukraine và thường xuyên tập kích vào những mục tiêu này. Tướng pháp Miko Yakolev tham gia bản tin của TCL TV với tư cách chuyên gia cho biết, NATO từng triển khai phương án tương tự tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Yakovlev lưu ý, cất cánh từ cao tốc tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với đường băng chuyên dụng tại căn cứ. Nga cố giành lại thế chủ động ở Kurt. Một bản đồ quân sự do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công bố hôm ngày 29 tháng 8 cho thấy Nga đã chiếm lại một phần lãnh thổ của mình sau hơn 3 tuần kể từ khi Ukraine tấn công Kurt. Theo những gì được phát họa trên bản đồ, trong lúc lực lượng kép đang tiến dần về phía bắc thị trấn Suza ở Cớt, quân đội Nga có khả năng đã chiếm lại các khu định cư Olanov và một vài địa điểm ở phía đông Kurenevo. OBC Ukraina đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng Moscow để lùi quân đội kép khỏi Cớt trước ngày 1 tháng 10. Một diễn biến khác theo tờ Telegraph đưa tin, lực lượng quân sự tư nhân Nga có tên Beprekets tạm dịch là lữ đoàn gấu đang hoạt động tại Châu Phi để được rút về nước trong bối cảnh mặt trận Cớt đang sôi sục. Nhóm lính này từng hoạt động ở Burkina Faso, một quốc gia thuộc Tây Phi, kể từ hồi tháng 5, hiện được xác nhận đã trở về Nga để hỗ trợ phòng thủ khu vực Kursk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng cho biết thêm, Nga đã điều động khoảng 30.000 quân đến Kursk. Nga đang cố gắng thiết lập vòng phòng thủ xung quanh nhóm tấn công của Ukraine trong khi lên kế hoạch cho các hành động phản công tiếp theo, ông Sersky nói. Theo giới phân tích, các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái đã khiến cho hệ thống phòng không của Nga bị kéo căng, khiến cho Moscow gặp khó khăn trong việc quyết định nên bảo vệ khu vực nào trước. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang buộc Nga phải cân nhắc nơi nào cần bảo vệ bằng cách tấn công ngày càng nhiều các địa điểm ở Nga. Thời gian gần đây, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn bởi trước đó Kiev chỉ được dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.